Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình xin được làm một video để review chiếc điều hòa sách tay thương hiệu King Klima model KC700. Đó thì model KC700 này thì có công suất là 2390 BTU và công suất điện là 250W. Thì 250W thì rất là rẻ điện các bạn, nên là các bạn có thể sử dụng trong những cái chuyến đi chơi, du lịch, hay là mình có thể sử dụng ở trên những cái xe như là xe đầu kéo, xe ô tô để mà mình nghỉ trưa chẳng hạn, trưa hoặc buổi tối chẳng hạn. Thì chiếc điều hòa này thì nặng khoảng 10 kg, có thể xách một tay rất là dễ dàng nha các bạn. Đó. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ review là các cái phụ kiện đi kèm với cả cái điều hòa King Klima này. Thì đầu tiên là cái adapter. Đấy, adapter này để chạy điện 220V. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trông adapter nó khủng như này cơ mà. Đấy. Tiếp theo là bộ dây nguồn 24V. Chiếc điều hòa sách tay này chạy điện 24V nha các bạn. Thì hầu hết tất cả các loại điều hòa sách tay thì tối thiểu nó phải chạy được điện 24V chứ không chạy điện 12V. Rồi, đây là cái dây 24V nha các bạn. Trông nó rất là chắc chắn này, được bọc bằng vỏ nhựa luôn. Một đầu đen với một đầu đỏ. Đầu đỏ này để cắm ắc quy thôi. Một cọc dương, một cọc âm thôi. Rồi. Tiếp theo là có ba cái ống gió và các cái mặt để che cái ống gió này. Đó. Thì ba cái ống gió này thì nó sẽ dùng là gì? Sẽ có một cái ống là mình sử dụng. Đây là cái ống nóng này, để lắp để thoát khí nóng ra ngoài này. Đấy. Bên đây là mặt lạnh này. Và một cái là cuối cùng là để hút gió tươi vào. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắm điện để test cái máy này nha các bạn. Rồi, mình đang sử dụng cái adapter 220V nha các bạn. Và sẽ cắm vào phía bên hông của cái máy lạnh này. Và nó sẽ có cái chữ là DC24, nghĩa là nguồn 24V nha các bạn. Ok, thì sau khi mà cắm nguồn xong thì mình sẽ bắt đầu bật máy nha. Mình sẽ, đây là cái, trên bàn phím này nó có bàn phím cảm ứng này. Chỉ cần đặt nhẹ ngón tay lên một chút lên nút nguồn. Đó, thì là máy sẽ bắt đầu khởi động. Đấy, các bạn có thể thấy quạt bắt đầu chạy rồi nha. Đó, và ở đây có hình bông tuyết này. Ở đây chúng ta có thể điều khiển được nhiệt độ này. Đấy. Đấy, các bạn có thể điều khiển nhiệt độ xuống thấp nhất là 16 độ C. Ta có thể tăng được cái mức gió quạt này. Đấy. Ở đây cái chữ M này là chúng ta có thể thay đổi được là có làm lạnh hay không, hay là chỉ nó sẽ ngắt lốc. Nếu mà không có cái bông tuyết thì nó sẽ ngắt lốc đi, nó chỉ mỗi gió không thôi. Như thế thì sẽ không làm lạnh được. Mình sẽ phải bật cái chế độ bông tuyết lên, là chế độ làm lạnh sẽ dùng khởi động lốc của máy lạnh chứ không phải chỉ có quạt. Đó. Thì máy bắt đầu chạy rồi, gió ra rất là mát nha các bạn. Đây, đây là cửa gió. Đây là cửa để hút gió vào để là đối lưu này. Đây. Đây là cửa nóng ra này. Còn phía này là cũng là cái cửa để hút gió vào để đối lưu. Thì cái máy này nó sẽ có cái đường gió đối lưu. Nó sẽ rất là tốt để cho mình có thể tăng được cái hiệu suất của cái máy lạnh, thay vì nó chỉ có một đường ống gió ra và vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử test bằng cái máy đo nhiệt độ nha các bạn. Đây, mình đang đo ở cái chỗ khác là nhiệt độ trong phòng đang khoảng 28 độ. Thì mình sẽ đo ở cửa gió thì xem khoảng bao nhiêu độ. Nhiệt độ ở trong cửa gió điều hòa đang là 24 độ, tức nghĩa là chênh nhiệt độ so bên ngoài khoảng 4 độ nha các bạn. Và máy vẫn đang tiếp tục làm lạnh, gió ra rất là mát này. Đấy. Chúng ta sẽ chờ một lúc và chúng ta sẽ test nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đo cái gió. Đây. Ôi dồi ôi, gió thổi ra ấm lắm. Đấy, gió bên này ra là 37 độ này. Đấy. Đấy, mọi người có thể thấy, ui. Nếu mà cái máy lạnh sách tay này á mà mình có thể sử dụng trong mùa đông thì mình có thể chuyển sang chiều này để mình làm sưởi ấm được thì cũng rất là tốt này, đi sẽ rất là thoải mái. Đây nha các bạn, chỉ sau tầm khoảng 5 phút thôi thì là nhiệt độ đã xuống, mặt gió đã xuống khoảng 17-18 độ. Đó, và đang tiếp tục giảm xuống. Thì chúng ta có thể thấy rằng là máy có thể giảm nhiệt độ khoảng 10 độ C rất là nhanh trong vòng chỉ khoảng độ 5-7 phút thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đo cái độ ồn của cái máy King Klima KC700 này nha các bạn. Đây mình sẽ dùng cái phần mềm là Soundmeter này. Đấy. Ok, thì đây là
Đây là cái khoảng cách máy là khoảng độ 1 mét nha các bạn. Đây, tầm này 1 mét chứ hơn nhỉ? Ở đây tầm này 1 mét. Thì đây các bạn có thể thấy là nếu mà đặt ở tầm 1 mét. Đó thì các bạn có thể thấy là nếu đặt ở tầm 1 mét thì là nó sẽ chỉ rơi vào 40 mấy decibel thôi. Đây là do khi mình nói thì nó tăng lên này, còn nếu mình bắt đầu mình yên lặng này thì nó sẽ. Đó, nó chỉ khoảng độ 40 mấy decibel thì độ ồn rất là thấp nhá. Nó chỉ tương đương với cả quiet library, có nghĩa là một cái thư viện yên tĩnh. Đó thì các bạn có thể thấy rằng là máy thì rất là mát. Làm mát rất là sâu. Bởi vì là máy khinh clima KC700 này là sử dụng cái máy nén của Panasonic, rất là khỏe và rất là bền. Và trong khi đó thì cái độ ồn rất là thấp, thì nó rất là phù hợp để mình có thể đi chơi cắm trại ngủ vào buổi tối chẳng hạn, thì sẽ ngủ rất là thoải mái và êm ái. Ok, thì với một chiếc máy điều hòa xách tay khinh clima KC700 mà sử dụng máy nén của Panasonic siêu bền như thế này á, thì rất là phù hợp cho những chuyến đi chơi hoặc là có thể nghỉ ngơi buổi trưa cho những bác tài xế ở trên xe đầu kéo hoặc xe ô tô. Đó thì nếu các bạn có câu hỏi nào liên quan đến chiếc điều hòa xách tay khinh clima KC700 này hoặc có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn.